3 tựa game trên những máy Android có dung lượng cao nhất khi tải về. Top 3, XCOM 2 Collection 9GB. Top 2, một tựa game yêu thích của các otaku, Honkai Impact. Và tựa game nặng nhất trên những chiếc điện thoại Android đó chính là Genshin Impact. Thì nhiều người cho rằng ARK Survival trên Android mới là tựa game nặng nhất. Người chơi có thể đạt đến cái dung lượng là 40GB. Để chạm được một ngưỡng dung lượng cao đến như vậy thì người chơi game ARK sẽ phải chơi khá là lâu. Còn đây là